Đây là bên trong Bạch Đằng Bình Dương các bạn ơi. Nhỏ này nhỏ gì chú? Nhỏ. Nhỏ này ăn ngứa không? Nhỏ này phải đâu phải nhau rừng hả? Nhỏ. Đây là nhỏ ngủ mà. Dạ. Có nhau rừng đâu? Đá nó nhỏ quá nó nhau rừng đó. Nhau rừng thì ăn nó ngứa. Ừ. Là nhiêu chậu? 3 triệu, 2 triệu rưỡi. Đây đẹp không? Cầu này to nhất. Đi một rừng tắt nó bọn.
Ủa này cái gì vậy chị? Cái vụ cắt đó anh. Dạ. Chỗ đẹp quá ta. Vụ cắt hả? Đẹp quá. Cây này mắc không chị? 2 triệu. Cây chắc cũng lâu lớn hết trơn. Chuột ở đây rất lâu từ đầu nào. Từ đầu nào là lâu lắm. Đây người ta đào từ gốc gì người ta trồng mà. Cây này quý ha. Bộ chất là anh biết rồi. Quá to. Cây mai có dáng quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mai quá trời các bạn. Quá hôm các bạn ơi. Quá trời quá đất. Cây cao quá. Cây mai quá trời các bạn.
mai quá đẹp luôn, cành quá trời luôn. Một vườn mai luôn cả nhà ơi. Trời thì góc đẹp quá. Cái này nhiêu anh? góc mấy cái góc mai này giá nhiêu ạ? 50 triệu. 50 triệu luôn hả? Có đâu anh ơi. Như 50 triệu chứ. Đeo chiếc nhẫn cũng chỉ nha. Nắng quá. Cái nào đó? Có cái cây nào nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa. Mấy cây này giá nhiêu? 1 triệu 2.